đặt chân tới đây thì em thấy cũng rất là ấn tượng và khá là bất ngờ. Vì thực ra thì em được biết là màu xanh là một màu rất nhạy cảm đối với những người có bị tự kỷ, không bị tự kỷ. Cũng rất là hy vọng là tất cả những cái nơi khác giống như Sun World sẽ có những cái ngày kỷ niệm giống như cũng thắp sáng những màu xanh này giống như ở đây. Mình thấy là một ngày rất là có ý nghĩa để giúp đỡ những trẻ em có căn bệnh tự kỷ hòa nhập với cuộc sống tốt hơn. Mình mong muốn là cuộc sống sẽ mang đến cho các bạn ấy nhiều điều tốt đẹp hơn.